làm cho được một quả bưởi vừa to vừa đẹp vừa tròn trịnh mà bóng là phải biết cái cách chăm sóc. Được thì khi bưởi non á là coi như là mình phải cắt tỉa, tức là 3 quả thì mình cắt thì 2 quả đang trưa là 1 quả, mà 2 quả thì mình cắt thì 1 quả trưa là trưa là 1 quả. Sau đó là coi như phải phun thuốc rồi phải bọc túi để ra quả bưởi hân hân bóng hân hân mẫu mạ đẹp. Cách đây hơn 20 năm, gia đình ông Nguyễn Văn Minh ở thôn Kim Lũ 1, xã Kim Hóa là một trong những hộ dân tiên phong trong việc trồng và nhân giống bưởi Phúc Trạch ở xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa. Cây bưởi Phúc Trạch của gia đình ông trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao là trong 7 năm trở lại đây. Hơn 600 cây bưởi của gia đình ông trồng, đến nay đã có hơn 500 cây đã cho thu hoạch. Năm 2021, vườn bưởi cho gia đình ông thu về gần 600 triệu đồng. Với giá bán từ 10.000 đồng đến 25.000 đồng một quả như hiện nay, dự kiến trong năm 2022 thì gia đình ông sẽ có thu nhập gần 700 triệu đồng. Theo ông Minh, trên cùng một đơn vị diện tích, thu nhập từ trồng bưởi cao gấp nhiều lần so với trồng lạc, ngô. Cây bưởi á là có như có thể á là hợp với cái miền núi của mình. Bên cạnh đó là cảm thấy năng suất, cho nên á tôi là quyết định á là đưa cây bưởi về đất Kim Hóa, Tuyên Hóa. Hiện vườn bưởi Phúc Trạch của ông Nguyễn Văn Minh đã xây dựng nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc và chứng nhận sản phẩm đủ tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây là cánh cửa mở cơ hội lớn cho quả bưởi của gia đình ông thâm nhập sâu hơn và khẳng định chỗ đứng trên thị trường nông sản. Vườn của tôi thì đất đai đã trồng bưởi khít rồi, cho nên là phải đem những cái quy trình kỹ thuật vào để chăm sóc. Chẳng hạn như về phân bón, rồi về cách chăm sóc, về thuốc trừ sâu, về thuốc trừ bệnh để tạo cho cái vườn bưởi là có hiệu quả cao hơn. Năm sau thì cao hơn năm trước. Giống bưởi Phúc Trạch bén đất Kim Hóa đã thực sự chinh phục những vị khách sành ăn bởi vì ngọt thanh mát, múi bưởi xay và đều nhau, khi bóc ra múi bưởi mỏng nước. Sự thành công từ vườn bưởi của ông Minh đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới không chỉ trên địa bàn xã Kim Hóa mà còn ở nhiều xã của huyện Tuyên Hóa. Hiện nay trên địa bàn huyện Tuyên Hóa thì cái phong trào trồng bưởi rất phát triển. Đặc biệt là tại xã Kim Hóa thì có hồ của ông Nguyễn Văn Minh. Hiện nay cái hồ ông trồng khoảng 3 hectare bưởi. Và trong năm nay thì ông số lượng bưởi mà đầu quả mà cho thu hoạch giá trị cao là khoảng hơn 5.000 quả. Thì doanh thu của ông năm nay là gần 1 tỷ đồng. Từ đó thấy rằng là cái hiệu quả kinh tế đến một đơn vị diện tích so với trồng bưởi đã rất là cao. Với tương đương với từ 350 đến 400 triệu đồng trên 1 hectare. Vừa qua phòng phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cấp chứng chỉ Việt Gáp, trong thời gian tới thì chúng tôi từng bước để nhân rộng ra trên địa bàn của toàn huyện. Việc trồng bưởi Phúc Trạch theo phương pháp mới của gia đình ông Minh đã trở thành một trong những điểm sáng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện Tuyên Hóa. Ông Nguyễn Văn Minh là tấm gương cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình ở huyện vùng cao Tuyên Hóa.